Xin chào tất cả các bạn nha. Buổi sáng sớm chúc các bạn thật nhiều niềm vui, sức khỏe nha, vui vẻ cả ngày. Mời các bạn cùng theo dõi con Comus Su này hành trình lên Su Hà. Con nó có tí không khí làm việc các bạn. Các bạn thấy êm ái không? Xúc cát thì không phải nghĩ rồi các bạn nhỉ. Mỗi ngày làm việc là một niềm vui. Mình nên là xúc 10 phút. Rất êm ái các bạn nhỉ. Hai trăm mười máy này. Lái máy chẳng nhàn hay lái xe đấy. Trình làm việc đều đều êm. Đã hoàn thành. Ok, và các bạn cùng theo dõi con pha này lùi vào máng nữa là kết thúc video các bạn nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Hẹn gặp lại các bạn nha. Tiếp tục hành trình rồi. Lạnh quá. Chào các bạn nha. Các bạn theo dõi cái Comus Su nó làm việc chút thôi, để có không khí làm việc một ngày thế thôi.